Đây là bộ cồng chiêng được nhà nước mua tặng cho thôn Suối Biểu vào năm 2015. Từ khi có bộ cồng chiêng, niềm đam mê nhạc cụ dân tộc của y mẻ được khơi dậy sau nhiều năm quên lãng. Năm nay đã 67 tuổi, nhưng niềm đam mê cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc vẫn cháy bỏng trong y mẻ. Muốn nhớ lại dân tộc của mình ấy, cồng chiêng của bà Na đó. Xong một thời gian làm xong cái đó rồi, cái nhà nước cũng quan tâm có mua cái bộ đây. Từ khi có cồng chiêng, ông y mẻ kiên trì tập luyện và vận động bà con trong làng cùng tập. Đến đầu năm 2024, câu lạc bộ cồng chiêng thôn Suối Biểu được thành lập với 23 nghệ nhân. Là chủ nhiệm câu lạc bộ cồng chiêng Suối Biểu, y mẻ thường xuyên đứng ra tổ chức các buổi truyền dạy từng loại nhạc cụ truyền thống cho các nghệ nhân ở địa phương. Mình tập là khoảng phải một tháng, nếu mà có mà người mà nó cũng như mình nói là nó đã âm mê cái âm nhạc đấy rồi, là nó hiểu cái âm nhạc đấy, là nó quanh sao cách sao nó đưa cách sao á, là cái đấy là nó chỉ còn có 3 đêm 4 đêm là sẵn sàng sẽ nó sẽ biết. Niềm đam mê nhạc cụ cồng chiêng của nghệ nhân y mẻ như được bù đắp khi các nghệ nhân vượt qua khó khăn để duy trì tập luyện, tích cực hoạt động câu lạc bộ và thường xuyên tham gia phục vụ biểu diễn tại các hội thi, các ngày lễ hội của địa phương và được biểu dương. Vui chứ, vui anh em chưa phấn khởi nhiều lắm nha, rồi tạm thời vui đây, rồi vui còn hơn thêm chút nữa là y bài luôn. Đấy, thì vai trò của y mẻ rất là quan trọng đối với trong cái đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Suối Biểu. Đấy, vừa là người uy tín, vừa là chủ nhiệm câu lạc bộ cồng chiêng. Đấy, thì cái này thì y mẻ đã thường xuyên tổ chức những cái buổi tuyên truyền, buổi chuyên dạy, hướng dẫn cho cái thanh thiếu niên ở trong thôn để mà cách đánh, cách trình diễn những cái làn điệu của đồng bào dân tộc Ba Na, để phát huy được cái giá trị, cái truyền thống của đồng bào dân tộc Ba Na. Việc hỗ trợ bộ cồng chiêng cùng với sự nỗ lực tâm huyết của y mẻ trong việc truyền dạy cồng chiêng cho bà con đã phát huy hiệu quả, đưa không gian văn hóa cồng chiêng vào buôn làng và khơi dậy niềm đam mê biểu diễn cồng chiêng trong các nghệ nhân, nâng cao ý thức bảo tồn, giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc.